Rồi, tiếp theo về chất béo. Phần carb đó mọi người có hỏi gì nữa không? Nếu không thì mình sẽ qua chất béo. Chất béo mình sẽ có chất béo và cholesterol. Chúng ta có các dạng chất béo nào? Duyên, các dạng chất béo nào Duyên? Hello. Chất béo bão Chất béo bão hòa, chất hòa. béo không bão hòa, Không bão hòa. cái gì nữa quên rồi. Chất béo chuyển đổi. Trans fat. Ok. Mình có các nguồn chất béo từ thực vật và cả động vật. Thì có bốn dạng chính là chất béo bão hòa, là saturated fat. Trong các loại thịt động vật, hầu hết trong các thịt gia súc đó, nó chính xác là thịt gia súc đó, và các sản phẩm như sữa, bơ sữa. Rồi bên cạnh đó, ngoài cái bão hòa thì mình có không bão hòa, thì có không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Không bão hòa đơn tức là không bão hòa là sao, tức là trong cái liên kết nó có một cái liên kết nối đôi à. Và bên cạnh đó cái nữa là chất béo bị chuyển đổi, trans fat. Đây là một số nguồn. Thì cái mà có lợi cho sức khỏe của mình đó là cái không bão hòa, thì có không bão hòa đơn và đa, được không? Còn cái chất béo bão hòa, đây chất béo bão hòa vẫn có từ hai nguồn, là từ nguồn động vật và nguồn thực vật. Ở đây người ta có liệt kê có cả kem sao ta, cốt dừa hoặc là trái dừa, cũng là một dạng bão hòa, chất béo bão hòa. Ở đây có bạn nào tham khảo về ăn keto không, hay là trong một cái group keto nào đó ăn keto? Nghe nói rằng người ta dùng năng lượng chính bằng chất béo, và những người trong họ nhóm còn bán cái mà gọi là top mỡ đi giảm cân, thì liệu nó có tốt cho sức khỏe hay không? Nó giảm cân thì có thể nó giảm cân, nhưng mà tại sao lại dùng top mỡ để giảm cân? Tại vì chất top mỡ đó là chất béo không bão hòa à, đúng không? Thì nó đâu có lợi về mặt sức khỏe. Ở đây những cái chất béo bão hòa nè, nó sẽ làm tăng nguy cơ về tim mạch. Khuyến nghị nên nạp ít hơn 20 gram mỗi ngày trên khẩu phần 2000 calo. Thì trong cái đây là cấu trúc phân tử của nó, trong cái cấu trúc phân tử nó sẽ có nạp, sẽ không có cái nối đơn nào hết. Cái nối đơn tức là nó đã đủ rồi đó, nó đã no rồi đó. Chất béo bão hòa tức là nó đã no rồi, nó không cộng thêm cái gì vô đây được nữa hết. Không được cộng thêm gì đây nữa hết. Rồi, nó là sẽ dạng mạch thẳng, và nó sẽ ổn định, nó sẽ bền với nhiệt. Nó sẽ bền với nhiệt, tức là khi gặp nhiệt á nó sẽ không có bị biến đổi nhiều. Cũng như là còn ở cái nhiệt độ phòng á, nhiệt độ bình thường thì nó sẽ ở dạng rắn, nó sẽ đông lại ở dạng rắn. Giống như ăn bún bò, phở bò để nó nguội một hồi cái nó thấy đóng một lớp mỡ ở trên đó, là chất béo bão hòa. Hoặc là ai ăn thắng mỡ xong, lấy tóp mỡ xong còn lại cái mỡ heo đó, để một hai ngày nó sẽ đông lại, hoặc bỏ tủ lạnh nó sẽ đông thành nguyên cục giống như bơ vậy. Tiếp theo là chất béo bão hòa, à trans fat đi. Trans fat cơ bản là nó có một cái, nó có một hoặc nhiều cái liên kết nối nó đôi, nhưng mà bởi vì đặc tính của liên kết nối đôi á là nó không có bền, nên khi gặp nhiệt độ cao nó sẽ bị biến tính bằng việc nó cộng những cái hydro ở đây, làm cho nó thành chất béo trans fat, và nó cũng không có lợi ích cho sức khỏe. Giống như chúng ta cũng biết là nhất ở nhà mình hay xài dầu đậu nành, dầu đậu phộng cái thứ, thì cơ bản nó là về mặt cơ bản của nó thì nó là chất béo tốt. Nếu mà dầu đậu nành mình sử dụng trộn salad này kia nọ, hoặc dầu kể cả dầu ô liu cũng vậy,
là những cái dầu thực vật nó là dầu tốt. Nhưng mà nếu chúng ta nấu đi nấu lại nhiều lần hoặc là nấu với nhiệt độ quá cao thì cái dầu đậu nành, dầu thực vật đó nó sẽ chuyển thành trans fat. Và nó chuyển thành trans fat thì nó lại thành cái dầu có hại, tăng nguy cơ về bệnh tim mạch. Khuyến nghị là nạp ít hơn 2,2 gram một ngày. Đây, 2,2 gram trên 2.000 kilocalo. Còn ở trên này là 20 gram. Vậy đặt câu hỏi, bây giờ nếu mà muốn ăn đồ chiên á, thì có lẽ nên dùng cái mỡ động vật. Có lẽ nó sẽ tốt hơn là dùng cái dầu thực vật. Đúng không? Theo mấy bạn thấy sao? Tại vì cái phần động vật á, mình có cái gọi là cái ngưỡng nạp của nó cao hơn so với cái trans fat này. Ở nhà có các bạn có dùng mỡ động vật để chiên đồ không? Quân có dùng không? Chiên mỡ động vật ngon hơn nhiều. Nhưng mà nói như này, giống như giữa mà mình chọn giữa trans fat với lại cái saturated fat thì tất nhiên là saturated thì cá nhân Quân thấy là ok hơn, nó tốt hơn và cái vị của nó sẽ ngon hơn. Nhưng mà giống như này, chọn giữa cái đỡ tốt hơn với lại cái không phải cái xấu và cái đỡ xấu hơn thôi, một cái xấu với một cái đỡ xấu. Thật ra hai cái đó đều có hại cho hệ tim mạch và cần ăn có kiểm soát. Nhưng mà được cái lợi của cái saturated á, cái bảo hòa, cái mỡ bảo hòa, chất béo bảo hòa là mình được nạp cái lượng cao hơn. Người ta khuyến nghị được nạp cao hơn 20 gram so với 2,2 gram này. Đó. Mà như các bạn biết là những cái món mà chiên trong cái dầu thực vật, ví dụ như người ta hay gọi fast food đó, KFC này kia nọ, thì đổ rất là nhiều dầu và nó ngấm rất là nhiều dầu đó. Đó. Rồi, tiếp theo là monounsaturated và polyunsaturated là các dạng chất béo không bảo hòa. Chất béo không bảo hòa là các loại dầu thực vật, dầu đậu nành, dầu ô liu, dầu hạt hướng dương, rồi cả trong chất béo trong các loại thịt của cá, nhất là cá hồi ăn rất là béo ngậy. Thì những cái loại này sẽ có lợi giảm được nguy cơ về bệnh tim mạch. Bên cạnh đó thì nó còn có các omega 369 để kháng viêm, tốt cho hệ miễn dịch. Rồi, cần nạp một lượng, tuy nhiên cần phải nạp một lượng trung bình vừa thôi, cũng không quá nhiều, tại vì cái lượng calo trong chất béo cao gấp đôi 9 calo so với 4 calo của carbohydrate với lại fat. Rồi, thì cái lợi cái hại của nó là vậy, nhưng cơ thể chúng ta luôn cần nó để làm gì? Đây là một số cái chức năng của chất béo. Nó là nguồn năng lượng, không phải chối cãi, nó là nguồn năng lượng, bởi vì cơ thể luôn trữ chất béo lại để làm năng lượng cho cơ thể. Rồi nó sẽ một số cái chất béo tốt, nó sẽ có lợi cho tim mạch và cải thiện gọi là tuần hoàn máu. Và một cái vai trò nữa quan trọng, nó là cấu trúc nên màng của tế bào, màng của tế bào, và kể cả nó là màng của tế bào não. Màng của tế bào luôn có chất béo và cholesterol. Bên cạnh đó, nó là cái chất để hỗ trợ hấp thu những cái vitamin tan trong dầu như là ADEK, bốn loại này. ADEK, những đặc tính của những cái vitamin tan trong dầu á, là nó sẽ dự trữ được ở trong cơ thể mình khá lâu, đặc biệt là trong gan. Nên cần phải để ý kỹ khi sử dụng các loại vitamin này hay về liều lượng để không bị ngộ độc. Tại vì sử dụng cái liều cao quá sẽ dễ bị gây ngộ độc. Rồi. Ở đây mình sẽ nói sơ qua về cái mà cholesterol và cái vai trò của nó trong màng tế bào. Đây là một cái chúng ta sẽ hay gặp cái khái niệm là triglyceride. Triglyceride là cái phân tử chất béo, gọi là chất béo trung tính, nó lạc trôi ở trong cơ thể mình, nó trôi trong máu, trôi trong các tế bào mình. Thì trong đó có một cái đầu glycerol và hai cái axit béo đây. Một thằng thì nó, ví dụ đây một cái ví dụ hình phân tử, nó một bên là chuỗi bảo hòa, một bên là không bảo hòa, và đây là triglyceride, cấu tạo phân tử nó đây.
Và cái chuỗi axit béo này tùy theo nó là cái gì nên nó có thể rất là dài, 16, 18, 12 nè, rất là nhiều cái kích thước khác nhau. Thì nó đóng vai trò gì? Đây là màng tế bào, được không? Đây là màng tế bào. Thì nó là cái hồi nãy đó, một cái chõm bên hai cái râu ria nè. Đây, đây là cái màng tế bào của mình. Mọi cái tế bào đều có cholesterol và có chất béo trong đó. Để làm cái gì? Để duy trì được cái sự ổn định và dẻo dai cho cái màng tế bào. Đặc biệt là đối với tế bào não, đặc biệt đối với tế bào não là nó cần cái sự ổn định cao, có chút nó ổn định cao. Màng tế bào. Ở đây màng tế bào chúng ta xem ở đây một xíu. Đây. Mấy cái bự bự này là protein đó. Protein này các bạn hình dung nó ở đây để làm gì được không? Mấy cái protein này. À, các bạn thử nghĩ xem chức năng của màng tế bào là để làm gì? Chức năng của cái màng này để làm cái gì? Quân, hay quân sao? Bảo vệ tế bào à? Ừ, bảo vệ tế bào. Ờ, ok. Duyên. Hello Duyên. Hello. Chức năng của màng tế bào thì giúp cái việc thẩm thấu nó đi chậm lại chút hả? Ok. Nó có nhiều cái gọi là đi xuyên qua tế bào, cái màng này thì thẩm thấu là một trong những cái đó. Rồi, cái chức năng của màng này là để ngăn cách giữa bên trong tế bào, ví dụ phía dưới này là bên trong tế bào và phía ngoài và bên ngoài tế bào. Thì tất cả các cái chất của mình á, không phải cái gì cũng đi qua được cái màng này. Ví dụ như là gluco nè, không đi qua được. Protein các thứ nè, protein rồi kể cả ion điện giải không có đi qua được cái màng này. Đó, mà ví dụ muốn đi qua được cái màng này á, tưởng tượng đây là cái insulin receptor. Thì khi mà có insulin receptor nó cắm vô đây chẳng hạn. À, lấy cái hình này đi. Nó cắm vô đây. Thì lúc này nó mới mở cửa để cho gluco đi vô. Đó, giống như là cái chìa khóa cắm vô, mở cửa đi vô, được không? Hoặc là những cái protein mà có cái râu ria đưa lên vậy á, thì nó gọi là lipoprotein. Lipoprotein, đây, lipoprotein. Chức năng của nó là làm gì? Để ví dụ như nó nhận dạng virus. À, ví dụ có con virus cúm nó bơi tới đây, được cái lipoprotein này nhận dạng, gửi tín hiệu, báo hiệu bạch cầu rồi đến. Đó, ăn con virus này dẫn đến viêm ngay chỗ này, đó. Để ngăn cản cái việc nó đi qua cái màng này. Thì cái con, ví dụ như con COVID, nó có một cái gọi là cái chìa khóa giống như cái tế bào phổi của mình, nó cắm vô được cái này, cái nó truyền được cái mã gen nó vô cái tế bào mình, thành ra nó thành bệnh, được không? Các bạn hình dung vậy. Đó, thì giữa đây là cái màng này gọi là màng phospholipid kép, vì nó có hai mặt, có hai mặt, mặt trên mặt dưới, nên gọi là màng kép. Và cái màng này ở giữa những cái màng này nó có những cái đỏ này gọi là cái cholesterol. Mà cái tỷ lệ cholesterol này càng cao á, thì cái màng này nó càng vững. Ví dụ như tế bào não mình thì cái cholesterol rất là cao để giữ cho ổn định cái cấu trúc của nó, được không? Tuy nhiên những cái chỗ khác nó cần cái sự dẻo dai, sự mềm dẻo thì nó cái mật độ cholesterol nó sẽ thấp hơn. Đó, và đặc tính của cái màng này á là nó sẽ chống thấm. Đây, hình dung đây là cái môi trường. Ở bên ngoài trong máu chúng ta là nước, bên trong này cũng là dung dịch nước. Thì những cái hạt tròn này nó sẽ giúp cho có thể gọi là nằm ở trong cái dung dịch nước này. Nó sẽ gọi là hydrophilic. Hydrophilic tức là ưa nước, nó sẽ quay vô cái mặt nước. Còn cái phần giữa này là hồi nãy chúng ta có cái hình mô hình nó là lipid, đúng không? Đây lipid nè, những cái râu này là lipid nè. Là đây là môi trường ưa dầu mà kỵ nước thì sẽ không có nước ở đây, mà nó sẽ có cholesterol ở đây chen vào giữa đây, và chức năng vận chuyển và giữ protein đây, những cái protein để tạo nên những cái receptor nè, để vận chuyển qua lại hoặc là tín hiệu đó.
Rồi, đó là nói sơ qua về cái màng tế bào. Ok, hôm trước mình có nói qua về cholesterol. Cholesterol vận chuyển chức năng của những cái này là những cái lipoprotein á. Lipoprotein là cái gì? Để nó vận chuyển chất béo. À, để hấp thu chất béo vô. Thì những cái chất béo mà vì chúng ta biết hồi nãy là cái, có bao giờ các bạn thử đổ một phần dầu vô cái ly nước quậy rồi sẽ thấy chuyện gì xảy ra? Đổ dầu vô nước thấy chuyện gì xảy ra? Dầu nổi lên. Dầu nổi lên. Tức là dầu và nước sẽ tách ra làm đôi. Vậy phải cần có một cơ chế để vận chuyển các cái chất béo trong cơ thể đi đến nơi mà nó cần, được không? Nên không thể nào bản thân cái chất béo đó nó đi được, mà nó phải cần tạo nên những cái lipoprotein này, nó bao quanh cái chất béo đó, được không? Bao quanh chất béo đó, chất béo nằm ở giữa, nằm trong này, và nó trôi đi trong cái dòng máu. Tại vì trong máu chúng ta là nước, có nước và máu, nên nó phải hình thành nên một cái màng, một cái hạt như vậy, những cái hạt như vậy gọi là lipoprotein, và di chuyển trong máu đó. Và nó có những cái dạng chính sau đây là kilomiron là cái chất béo mà nó hấp thu qua đường ruột của chúng ta. Rồi tiếp theo là VLDL này nó không có hấp thu qua đường ruột, mà nó hấp thu, nó chuyển hóa từ cái luco và ructo nãy á, ăn dư á, nó chuyển hóa ở chỗ gan đó, và nó sản sinh ra ở chỗ gan. Thì ở chỗ gan nó sẽ có cái VLDL này. Còn ở trong cái ruột chúng ta, chứ chúng ta ăn chất béo á, nó sẽ sinh ra cái gọi là kilomiron này. Thì chúng ta có thể thấy cái kilomiron và đi dần đến HLL á, thì cái hàm lượng chất béo nó giảm dần, tức là cái lượng chất béo này giảm nhỏ 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 dần. Và cái mà tốt cho sức khỏe mình á, là cái HDL này nè. Cái HDL vì nó ít chất béo nên công việc của nó là đi vòng vòng để nó lụm chất béo dư thừa, nó lụm lên đem về gan chuyển hóa, được không? Còn những thằng bự này tại sao nó không tốt? Tại vì nó nhiều quá nên nó đi trong dòng máu mình á, nó rải từ từ, nó rải 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 ra, nó rải dần. Nhất là cái thằng VLDL nè, nó đi từ gan đi vô dòng máu, nó rải 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 đều rải, nó rải dần xong nó nhỏ lại, nó thành IDL, nó đi tới tế bào mỡ, nó rải ít nữa, nó xuống dần thành LDL. Và cái LDL này biết rằng nó có hại người, nếu mà chúng ta đi đo cholesterol máu á, sẽ có hai cái này là chính nè, LDL và HDL. Thì biết rằng nó có hại nhưng tại sao chúng ta vẫn cần nó? Vì nó có chức năng cho các cái hormone trong cơ thể. Nó sẽ đi đến hai chỗ. Một á, là tuyến thượng thận. Tuyến thượng thận để sản sinh nên cái hormone nam, hormone sinh dục nam, nam nữ luôn. Đó, testosterone, estrogen này kia nọ. Và thứ hai, nó sẽ đi... À không. Nhầm. Nó đi lên tuyến thượng thận để nó sản sinh ra cortisol. Cortisol, hormone căng thẳng á. Cortisol ở tuyến thượng thận. Và nó đi xuống dưới chỗ mà cơ quan sinh dục á, để tạo nên steroid mới quyết định cái mà những cái hormone sinh dục nam nữ, estrogen và testosterone, được không? Đi lên tuyến thượng thận là để sản sinh ra hormone cortisol, những cái hormone cần thiết cho cơ thể. Rồi đó, thì trong dòng máu chúng ta nó đi vậy nè, nó đi bự, từ bự và giảm dần nhỏ dần cho đến khi nó nhỏ xuống thành HDL ở đây, thành HDL, LDL, HDL. Thì cái HDL cứ mà cái lượng mỡ, cái lượng chất béo, axit béo của nó càng ít á, thì chúng ta gọi là cái khối lượng nó càng nặng, cái density nó càng nặng, high density nè, lipoprotein. Tại vì cái giống như một cục nạc thì nó sẽ nặng hơn một cục mỡ, đúng không? Thì cái lượng nạc càng nhiều, ở đây là high density lipoprotein á, cái lượng protein chiếm càng nhiều á thì nó sẽ càng nặng. Còn cái thằng mà low, ít protein á mà nhiều mỡ, nhiều chất béo thì nó sẽ càng nhẹ, nên người ta gọi là high và low density protein. Rồi hấp thu, ok. Đây, hồi nãy minh họa cho cái việc hồi nãy chất béo ăn vô chuyển thành kilomiron này, chuyển thành kilomiron ở ruột, đi qua hệ thống mao mạch của mình, hệ thống mao mạch chúng ta gặp cái enzyme gọi là lipoprotein lipase, là nó sẽ
cắt bớt cái lượng chất béo ở đây, đưa vô mô mỡ, đưa vô mô xương, làm tủy xương nè. Đó, hoặc là nó giảm xuống thành các dạng nhỏ hơn của nó. Bên cạnh đó thì những cái luco, những cái protein chúng ta ăn dư á, nó chuyển hóa tại gan và thành VLDL. VLDL đây, đó nè. Và VLDL này đi vô mạch máu, mau mạch. Và nó giảm dần, nó cứ rải fatty acid nè, nó rải dần vô mấy cái tế bào của mình. Hoặc là thành mạch máu gì đó. Nó rải ra và nó giảm dần thành cái IDL và LDL. Đó, đến đây. Sau khi thực hiện các chức năng xong, nó sẽ di chuyển ngược lại đến gan để chuyển hóa tiếp. Đó là quy trình. Đó, chất béo có hai cái việc chuyển hóa của nó trong cơ thể, cái cholesterol này nè. Một ở đường ruột, hai là ở gan, được không? Rồi. Cái này ok, đây là quá trình hấp thu chất béo. Chất béo sau khi ly giải. Ly giải, đây là cái màng ruột ly giải chất béo từ một cái phần bự, cục bự gặp các enzyme ly giải chất béo là lipoprotein lipase nè. Nó sẽ chia cái mà triglyceride ra thành một cái glycerol với lại những cái acid béo nhỏ 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 hơn để nó có thể bọc trong cái gọi là nhũ hóa đó, và nó thấm được qua cái màng ruột của mình. Sau khi đi qua màng ruột của mình, nó sẽ hình thành nên những cái hạt lipoprotein nãy, hay còn gọi là chylomicron đó. Và ở đây một cái lưu ý nè, tại sao nói là ăn chất béo nó nguy hiểm cho tim mạch? Tại sao nguy hiểm cho tim mạch? Tại sao nguy hiểm cho tim mạch? Nó thì chúng ta đều biết là nó sẽ đóng vào cái thành mạch vành của tim và nó đóng vào thành mạch máu. Thì cái một cái đặc biệt lưu ý đây là khi hấp thu qua cái ruột đây, đây là ruột ha, đi qua, nó sẽ không có đi vào máu liền. Nó không đi vô máu liền. Mà nó đi đâu? Nó đi vào hệ lympho, hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết. Ở dạng chylomicron nè, ở dạng chylomicron sau khi được nhũ hóa qua cái đường ruột, nó sẽ thành dạng chylomicron và đi trong hệ bạch huyết. Mấy bạn có nghe qua hệ bạch huyết chưa? Nghe qua hệ bạch huyết chưa? Bạch cầu à? Duyên có nghe chưa? Chưa nghe. Ok. Bây giờ mình sẽ tìm hiểu về hệ bạch huyết. Nên ở đây lưu ý nè, học đến chất béo rồi. Thì cái protein và cái gluco, đường và đạm, nó đi vô máu liền sau khi nó hấp thu qua đường ruột. Nó sẽ đi vô máu, được không? Và nó đi vô gan. Nó đi vô gan để nó lọc. Nó lọc, nó detox này kia nọ. Rồi nó mới đi lên tim. Được chưa? Nó đã được cái gan của mình lọc xong. Rồi nó mới lên tim. Còn cái chất béo, nó không có đi qua gan, mà nó đi vô hệ bạch huyết. Rồi, đi hệ bạch huyết là gì? Đây. Hệ bạch huyết. Đó, sẽ đi qua hệ lympho nè. Rồi mới vô máu ha. Thì nó đi đâu? Khi chúng ta ăn xong, đường ruột đây. Ăn xong, nó đi vô hệ bạch huyết. Nó đổ lên, nó đi ngược lên. Chứ nó không có đi xuống nữa. Nó đi ngược lên. Đi đến, đây gọi là cái xương đòn của mình. Nó đi lên đây, nó đi từ dưới lên. Từ dưới lên. Thật ra nó đi theo những đường chỉ từ hai bên nè, tĩnh mạch. Đi vào hai cái tĩnh mạch xương đòn á, tĩnh mạch xương đòn. Và cái chất béo đó nó mới đổ vào tim, nó đổ vào tim theo cái đường này nè. Đó, nó đi thẳng vào tim luôn. Nên cái chất béo mình ăn á, gọi là những chất béo xấu mình ăn á, nó đi thẳng vô cái tim trước. Nó chưa được lọc gì hết, nó đi thẳng vô tim luôn. Và cái hệ bạch huyết này làm gì? Trong hệ bạch huyết này nó có cái bạch cầu. Bên cạnh cái hệ tĩnh mạch, động mạch của mình, hệ mao mạch mình thì có hệ bạch huyết này. Và nó có những cái nốt nè. Những cái nốt này chứa sản sinh ra bạch cầu để mà đây là cái cơ quan phòng vệ cho cơ thể á, gọi là vệ sĩ á. Giống như mấy bạn hay bị sưng răng, đau răng hay gì đó là nó sưng nguyên cái hàm này nè. Nó sưng nguyên dãy này trước nè. Là nó sưng những cái chỗ mà cái hạch bạch huyết, những cái nốt này người ta hay gọi là cái hạch bạch huyết. Đây, sưng cục đây nè, cái mặt sưng vù vù nè, đó, ngay chỗ này. Hoặc là bị viêm nhiễm gì đó là sưng ngay cái bẹn nè, được không? Ví dụ mấy anh mà đi bậy bạ sưng ngay cái bẹn, có bệnh gì đó. Rồi, hoặc là mấy người phụ nữ mà bị ung thư vú chẳng hạn, thì khi họ cắt cái ngực của họ
thì họ phải cắt luôn cả cái mớ mà hệ bạch huyết ở đây nè. Họ cắt cả cái mớ này luôn. Để làm cái gì? Để cho nó tránh cái trường hợp là cái tế bào ung thư đó, nó đi vô được cái hệ bạch huyết. Được không? Tại vì sao? Tại vì khi đi vào cái hệ bạch huyết rồi, nguy cơ nó sẽ đi đến tim và nó đi di căn hết toàn bộ cơ thể. Nên người ta phải cắt luôn cả cái gọi này là cái, mình không biết gọi là cái gì nữa. Nhưng mà nói chung là nguyên một cái chùm hạch bạch huyết ở đây để hạn chế cái việc nó di căn. Nếu mà có trường hợp mà ung thư vú chẳng hạn ở đây đó, thì sau này ví dụ các bạn coi những video YouTube ví dụ phẫu thuật ung thư vú này kia thì thấy nó sẽ có cắt cái hình ảnh, cắt cái này, thì đây là cái hệ bạch huyết. Và lý do chất béo có hại cho tim vì nó không có được lọc ở dưới qua cái gan mà nó đi thẳng lên và đổ vào tim luôn. Nó đổ vào tim xong nó mới đi ra là dòng máu của mình, đi qua dòng máu đi một vòng rồi nó đi mới đi được hấp thụ vào gan đó. Nó khác với lại gluco và cái protein. Gluco và protein nó sẽ được lọc qua cái hệ gan mình trước, nên cái chỗ gan mới gọi là detox đó. Được không? Ok, thì đây là tiếp theo là cái lượng khuyến nghị, lượng khuyến nghị để dung nạp chất béo. Đối với chất béo và chất béo bão hòa, lý tưởng là ở ngưỡng trung bình khoảng chừng 1, khoảng đối với chất béo bình thường khoảng chừng 3, đây là 0.3 mới đúng chứ, 3 đến 17.5 gram, 3 đến 17.5 gram trên 100 gram. Còn đây là 1.5. Đối với chất béo bão hòa thì nên ăn ít lại, 1.5 đến 5 gram trên 100 gram thực phẩm. Thật sự nếu chúng ta còn ăn động vật hay trứng hay sữa gì đó thì chúng ta không thể nào né được cholesterol hay là chất béo. Nên chúng ta ăn kiểm soát và hạn chế những cái mà không tốt cho cơ thể thôi. Còn cái gì về này nữa không? Đây. Ok. Rồi, sau khi hết ba cái đó về đạm, đạm, đường, béo, ba thứ thì tất cả cái thứ đồ ăn mình ăn vô cuối cùng cũng vì mục đích là sinh tồn, sinh năng lượng hoạt động, dự trữ lại để khi nào cần lấy ra xài, và luôn và chúng sẽ luôn chuyển hóa qua lại lẫn nhau để nuôi sống cơ thể và giúp cơ thể hoạt động. Như protein sẽ có cơ chế chuyển thành đường hoặc là chất béo để dự trữ, hoặc chất béo cũng có cơ chế chuyển thành gluco để sử dụng, hoặc là gluco cũng có cơ chế chuyển thành chất béo để dự trữ khi nào cần lo ra xài. Đó, thì cuối cùng mọi thứ đều để sinh tồn. Đó. Rồi hết cái này, mấy bạn có thắc mắc gì không về chất béo? Có bị khó hiểu chỗ nào không? Nghĩ cái này phải coi lại khá là nhiều á, chứ cũng hơi từ lượng thông tin hơi nhiều. Cái về cái chất béo này nó khá là nhiều, cái là nhiều thông tin đó. Thì coi lại nhiều lần sẽ nhớ. Có một cái đặc biệt chỗ này là nó đi qua cái hệ bạch huyết. Đó giờ mình cứ nghĩ, chúng ta thường nghĩ nó hấp thu qua ruột, ok hấp thu qua ruột là đúng, nhưng mà nó không có đi vô mạch máu, nó đi vô hệ bạch huyết, nên mới nói nó có hại cho cơ thể, có hại cho sức khỏe tim mạch. Rồi. Rồi cái cuối cùng, cuối cùng đây là nước. Nước ai cũng biết 70% cơ thể là nước. Nên nước là một cái, một trong những cái gọi là chất dinh dưỡng đa lượng mà cơ thể cần, mà chúng ta hay quên. Chúng ta thường chỉ nhắc đến đạm, đường, béo, chứ chúng ta quên đi cái nước. Và chúng ta một đôi khi lại quên uống nước, không uống nước đủ, thì chúng ta cần phải bổ sung nước. Bởi vì trong máu chúng ta có nước, tất cả các mô chúng ta đều có nước. Đặc biệt mấy bạn mà cutting chuẩn bị thi đấu chẳng hạn, những môn sức mạnh hoặc là những cái bạn thi body chẳng hạn, mà vẫn phải, tức là họ vừa cutting và họ vừa phải tập, mà vừa phải cắt đạm, vừa cái cắt chất béo, cắt chất béo, cắt đường và cắt nước, thì nguy cơ họ bị chấn thương sẽ rất là cao. Vì lúc này cái độ mềm dẻo của cơ thể nó không còn nhiều so với họ ăn uống bình thường. Đó, như những cái mô sụn cũng có nè, rồi trong máu cũng có, lúc này máu sẽ bị cô đặc lại kiểu vậy, cảm thấy mệt mỏi nhiều hơn, trong cơ cũng vậy, bị móp đó.
thì nên cung cấp nước đầy đủ mỗi ngày. Ngày uống khoảng 3 lít, khỏe mạnh. Và uống nhiều nước để cho nó hỗ trợ quá trình sinh nhiệt, tản nhiệt của cơ thể nữa. Nhất là mấy chúng ta khi tập luyện, đặc biệt mấy người mà chạy đường dài rồi đó, thì họ có nghiên cứu là cho thấy là phải cần bổ sung nước và điện giải cũng như là muối và đường trong lúc chạy, nên họ có những cái trạm dài dài để họ cấp nước. Tại vì nhiều người chạy gần đến đích rồi, xong rồi kiểu như họ ráng chạy, họ không thèm uống nước, đến lúc đó kiểu sinh nhiệt quá mức, xong shut down, gần đến đích cái bị gục ngã như hàng quầy. Và cái yếu tố về nhiệt này nó ảnh hưởng bởi nhiều cái yếu tố môi trường, ví dụ như nhiệt độ bên ngoài, rồi cường độ tập luyện, rồi độ ẩm của môi trường, rồi tình trạng sức khỏe chẳng hạn vậy. Đó, thì nhiệt độ lý tưởng cơ thể chúng ta là khoảng 37 độ, và cơ thể có một cái trung tâm điều nhiệt ở trên trong hệ thần kinh của mình đó, để nó điều hòa các cái cơ chế sinh nhiệt và tản nhiệt. Sinh nhiệt để làm gì? Để giúp cho cơ thể thực hiện các cái chức năng chuyển hóa, rồi co cơ chẳng hạn, rồi tạo nhiệt độ, rồi sinh ra catecholamine. Rồi coi chúng ta thải nhiệt ra bằng cái nào? Thải nhiệt ra bằng việc chúng ta toát mồ hôi nè, bằng việc và cái này, cái việc mà chúng ta tăng nhiệt quá mức hay là hạ nhiệt quá mức đều không tốt cả. Tăng nhiệt quá mức hoặc là hạ nhiệt quá mức đều không tốt. Tăng nhiệt quá mức thì dẫn đến sốc nhiệt, thoát mồ hôi nhiều quá, và lúc này kiểu mấy cái điện giải trong cơ thể chúng ta không có giữ được nữa, không thực hiện được các chuyển hóa trong cơ thể. Còn nếu mà bị hạ nhiệt quá mức thì lúc này tất cả mọi thứ đều sẽ phải shut down để duy trì những cái chức năng gọi là chức năng sống thôi. Đó là những người đợt trước có đọc một bài báo viết về những vận động viên marathon chạy trên đỉnh núi ở đâu đó bên Trung Quốc bị lạnh chết đó, là lạnh quá mức rồi chết. Thì cái đó là một cái sự chết rất là im đềm, ý là rất là lặng thầm, tại vì nó shut down từ từ để nó đến khi cái chế độ sinh tồn không còn nữa thì nó tắt. Rồi đó là toàn bộ về bài dinh dưỡng. Thì không biết các bạn có thắc mắc gì không? Tất cả các cái về yếu tố dinh dưỡng chúng ta nên tiếp cận là nó là gì, có bao nhiêu loại, rồi cơ thể chúng ta tiêu hóa hấp thu như thế nào, rồi sử dụng như thế nào, ảnh hưởng gì đến tập luyện, nếu có nhiều quá thì sao, ít quá thì sao, kiểu như vậy, để cho nó đầy đủ thông tin. Rồi mọi người có thắc mắc gì không? Quân thắc mắc gì không? Có bị lắc chưa? Nó khúc này lắc chưa? Thật ra cái mấy cái này mình lúc mà được nghe giảng mình cũng mơ hồ, đến khi mình phải giảng lại thì mình mới tìm hiểu kiểu chậm lại với tìm hiểu sâu hơn thì nó sẽ rõ hơn, nên có thời gian mấy bạn nên xem lại. Cái này là trước có học bằng tiếng Anh một lần rồi đó, rồi cũng nghe lại tiếng Việt, rồi cũng nghe, nói chung là cũng hiểu cũng khá là mơ hồ thôi, phải đọc lại sách để nhớ không nhiều, đó sự thật. Này thấy có cái gì mới không? Học mấy cái này có thấy gì mới so với những cái mình đã biết chưa? Hồi trước không có đi quá sâu về cái phần mỡ và cái phần kia, chỉ chủ yếu là cái, tại vì quân học là về cái mảng gọi là gì ta, dinh dưỡng nhiều hơn, tức là nấu ăn sao cho nó phù hợp với đối tượng khách hàng của mình. Không đi sâu tới mức là, tại vì dù thế nào nữa thì mình nấu ăn cũng chỉ là mình hướng tới cái vị ngon và bảo đảm sức khỏe cho họ ở mức nào đó thôi. Ở nhà hàng á, là khách hàng vẫn là người tự lo cho cái sức khỏe của mình là chính. Cái phần quân học về là cái ngon nhiều hơn. Duyên có thấy gì khác hoặc là bổ sung được thêm vô kiến thức mình không? Nó thì thật ra mấy chúng ta nếu mà làm việc về sức khỏe thì chúng ta biết thêm thì tốt, tại vì cái này cũng khá là sâu vào về chuyển hóa. Cái này là chắc chỉ có mình thầy mình dạy cái này thôi, rồi mình dạy lại này, chứ
nhiều khi khách hàng hỏi ủa tao biết chuyển hóa làm gì, nhưng nếu mà ok khách hàng không cần biết nhưng mà PT biết thì ok, để mình hình dung, mình nhìn một bức tranh nó tổng thể hơn để kiểu định hướng khách hàng đồ nó dễ hơn, còn nếu tư vấn được thì cứ tư vấn vậy thôi.